À, đi lên phía đằng trên đi, đi lên phía trên. Đi một vòng. Đây là ba chỉ. Hôm nay là chả. Oh my god. Sân vận động quốc gia mà. À nhiều xíu. Wow, đông không? Món ngon Việt Hàn. Ở đây cũng có bánh gạo. Đây là món tteokbokki. Ở đây có rất nhiều trai xinh gái đẹp nha. Sao cái này lạ thế nhở? Ui. Ngon chị ơi, ra đi em chưa ăn đâu. Kem matcha. Không ai đi theo đâu. Ăn đi. Lấy 5 xiên đấy. Phòng rơi. Ôi, thật là đông. Có ai đang ở đây không? Ờ đúng rồi. Có hội mà. Đây này, có cả ở đây có cả bán cả rượu này. Rượu sake. À không, rượu soju. Việt Hàn thì ít mà Việt thì nhiều. Sao mà đồng quân ta Mỹ Đình anh ạ? À? Mà đứng ở quầy gà rán đông quá. Mình cũng chỉ có một vòng thôi. Sáng thì chắc là rộng hơn, thì tối thì dọn về đỡ một ít rồi kiểu như thế. Món này không cay cho lắm. Người Việt Nam làm mà cay. Người Việt Nam làm. Như chú Hưng làm cũng cay mà. Nói là được. Chắc là đến tầm 11 giờ, 10 giờ gì đấy, không rõ. 10 giờ đúng rồi. 10 giờ. Chắc là bây giờ ra đông lắm. Đợi người ta dọn hàng người ta. Món trên thì mới được ăn ngon nhá. Hả? Nói chung là đông. Thì thấy người là người.
À, đằng kia phía sân khấu còn có ca nhạc nữa. Vặt nhà cốm. Ủa bên này rất là đông. Sorry. Đây nhiều món hàng này. Bánh gạo cay Hàn Quốc. Ngon lắm Hiền ơi. Đây chị đang ăn tteokbokki đây Hiền ơi. Nhìn nha. Mời Hiền nha. Sảng quá. Đông Bắc Đông các gian hàng của Korean có trà sữa chân châu, tofu hồ lôn là mình có quả tôi bảo trên vào để kiếm ăn đấy làm lại mọi người.